Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tổ chức lễ khởi công dự án trường trung học cơ sở chất lượng cao huyện Tam Dương, dự có đồng chí Nguyễn Thành Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương. Dự án xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao huyện Tam Dương có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,46 ha với nhiều hạng mục quan trọng, thiết kế hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình là 630 ngày. Ủy ban nhân dân huyện giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, thực hiện dự án, yêu cầu các nhà thầu thi công tư vấn tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ. Đây là dự án có tầm quan trọng trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Đồng thời, cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 31, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên tổ chức gặp mặt nói chuyện chuyên đề vai trò của phụ nữ với gia đình và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cách mạng 4.0, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tham gia nói chuyện chuyên đề về sự cống hiến của nữ giới trong lịch sử đấu tranh giữ nước và trong quá trình hội nhập, phát triển của đất nước ta, những đóng góp của các cấp hội phụ nữ huyện Bình Xuyên trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Chương trình với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích, nhất là các nội dung liên quan đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, để chị em phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục rèn luyện, cống hiến cho sự phát triển của huyện Bình Xuyên. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, cụm trung tâm huyện Lập Thạch gồm xã Vân Trục, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa, Tử Du và Bản Giản và thị trấn Lập Thạch tổ chức đồng diễn dân vũ và giao lưu giải bóng chuyền hơi nữ. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các tiết mục đồng diễn dân vũ được ban tổ chức và khán giả đánh giá cao. Các đội tham gia thi đấu bóng chuyền hơi nữ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đường chuyền bóng đẹp mắt, tạo khí thế quyết tâm giành thành tích cao trong thi đấu. Thông qua chương trình tạo sân chơi bổ ích thiết thực, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cũng như chất lượng cuộc sống cho cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn. Khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh là giải pháp để phụ nữ hiện đại tự tạo việc làm vươn lên phát triển kinh tế. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó, thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và khẳng định được vị trí của mình trong gia đình, xã hội, ghi nhận của phóng viên tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô. Xuất phát điểm là làm kinh tế trang trại, nhưng những năm gần đây, tình hình chăn nuôi liên tục biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình, không khuất phục trước khó khăn, chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Yên Thiết đã không ngừng tìm tòi, học hỏi để lựa chọn hướng đi phù hợp hơn cho mình. Từ suy nghĩ đó, năm 2020, chị Thảo đã mạnh dạn chuyển sang mô hình may mặc xuất khẩu. Sau 4 năm chuyển đổi mô hình, đến nay xưởng may mặc của gia đình chị đã có gần 100 công nhân lao động thường xuyên. Thông qua hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ đã vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội. Mặc dù là xã miền núi nằm cách xa tỉnh lỵ, lại có trên 30% bà con là đồng bào dân tộc, nhưng hiện nay trên địa bàn xã đã xuất hiện hàng chục mô hình kinh tế do phụ nữ tham gia khởi nghiệp đã đạt được hiệu quả và có nhiều triển vọng. Qua đó, chị em đã thay đổi tư duy, tự tin hơn, mạnh dạn hơn, dám nghĩ, dám làm để vươn lên thoát nghèo, làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các thế hệ cha ông đi trước đã để lại những cái bài thuốc gia truyền đến thế hệ chúng tôi, đến đời tôi là đời thứ tư và hiện tại cũng đang làm. Và cái nghề này nó là một cái nghề mang tính nhân văn rất là cao. Thứ nhất là có thể cứu giúp được nhiều các phận nhân có những tình trạng bệnh khác nhau, và họ là những người mà còn phải sử dụng thuốc để có thể cải thiện được các vấn đề về sức khỏe. Đấy, và bản thân tôi cũng gia đình cũng có một cái tâm niệm là mong muốn là được có thể là mang những cái bài thuốc gia truyền của mình để có thể hỗ trợ giúp đỡ được rất là nhiều người trên toàn quốc. Để giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các chi hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho 500 hội viên vay vốn với gần 20 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền vận động hội viên thành lập các tổ tiết kiệm và góp vốn, xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều hội viên được tiếp cận với kiến thức cũng như nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh và vươn lên khá giàu. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng
kịp thời để mà hỗ trợ cho hội viên, như là phối hợp với ngân hàng chính sách của huyện Sông Lô cũng như là ngân hàng phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Sông Lô để mà hỗ trợ cho chị em, như là tạo điều kiện để mà vay vốn để mà phát triển kinh tế. Thì qua đó thì chị em phụ nữ cũng đã rất là mạnh dạn để mà đăng ký các cái mô hình phát triển kinh tế, như là mô hình chăn nuôi cũng như là mô hình theo hướng công nghiệp là may mặc. Thì trên địa bàn xã Quang Yên thì hiện tại có 4 cơ sở và xưởng sản xuất là về chuyên về may mặc, quần áo, và đặc biệt là có cả xuất khẩu đi nước ngoài. Có thể thấy từ sự hỗ trợ tạo điều kiện về vốn, về kiến thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tạo động lực để hội viên phụ nữ thay đổi cách nghĩ, cách làm và phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới của địa phương. Một trong những thành công xây dựng nông thôn mới, nâng cao thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đó là nhờ có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức hội đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt trong tiêu chí môi trường, các cấp hội đoàn thể đã đóng góp rất nhiều ngày công lao động, vật tư và nhận trách nhiệm quản lý, duy tu đảm bảo môi trường luôn sáng, xanh, sạch đẹp, ghi nhận tại xã Tam Phúc. Đây là một trong những tuyến đường hoa do Hội Cựu chiến binh xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường nhận trách nhiệm xây dựng đúng theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ khi được xây dựng đến nay, tuyến đường này luôn xanh, sạch đẹp. Không chỉ có những người lính, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của các thôn cũng đã tích cực tham gia, cùng chung tay tạo nên cảnh quan, diện mạo mới cho quê hương. Hội Cựu chiến binh xã Tam Phúc đã thành lập được 6 câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường với 70 thành viên, làm nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường. Để đảm bảo các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả thì hàng năm thường trực Hội Cựu chiến binh xã đều xây dựng kế hoạch hoạt động công tác bảo vệ môi trường, triển khai xuống từng chi hội để căn cứ vào tình hình thực tế của từng thôn. Các chi hội đã chỉ đạo câu lạc bộ hoạt động nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, câu lạc bộ cũng làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, tháng hành động vì môi trường, với cái việc làm thiết thực cụ thể như là phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, trồng cây xanh trên các trục đường làng, đường liên thôn và các nơi công sở để giữ gìn môi trường tháng xanh sạch đẹp. Để các tuyến đường luôn xanh sạch đẹp, Hội Cựu chiến binh xã đã đề ra quy chế hoạt động, phân định cụ thể từng ngày trong tháng để tập hợp các hội viên, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống văn minh hiện đại, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cựu chiến binh xã Tam Phúc là xây dựng cái mô hình điểm cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. Thì Tam Phúc trong những năm vừa qua cũng xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư kiểu mẫu. Thế thì các đồng chí cũng đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và các cái tấm gương sáng về xây dựng kinh tế. Thì từ đó cũng góp phần cho quê hương Tam Phúc ngày một đổi mới hơn, khang trang hơn, đẹp hơn, sạch hơn, và nhân dân cũng tin tưởng vào Đảng và chính quyền. Kiên trì quyết tâm từ một tuyến đường, đến nay xã Tam Phúc có hàng chục tuyến đường luôn sáng, xanh, sạch đẹp do Hội Cựu chiến binh xã đảm trách. Ít nhất mỗi thôn có từ 2 đến 3 tuyến đường. Từ đó phong trào xây dựng sáng, xanh, sạch đẹp được nhân dân tích cực hưởng ứng và lan rộng đến từng khu dân cư, cảnh quan môi trường ngày một đổi mới, tươi đẹp hơn.